tuyên cột đẹp dài thì kéo xe phỏ. Phỏ này dính vậy. Sờ xích đéo chịu được ấy chứ. Sô con nòi hột này. Hả? Cái gì? Thôi, không ấy được thì em gọi máy xúc về cho nhanh. Thôi, anh đi lên em gọi máy xúc về rồi. Thôi gọi máy xúc về rồi. Chân chắc cô ấy. Ông có không? Cam nó cặp rách mà. Cam nó bị đứt lên đầu mà. Gọi thế nào, gọi nào. Cáp nồi vào đây đó, cáp nồi này. Đây à? Phát đi. Hả? Phát đi này. Có một vào má, sợ cái dây cáp bé quá. Không được đâu. Cá sẵn ăn nồi hột. Nhà lạ, khăn bộ ăn ăn này nó chốt là nhà mà lẹo, nó chốt bằng nồi thu hả mà lạ. Thôi để cho mấy chốt nồi về thôi. Thôi đi làm đi. Để mấy xuống nói em về cho nhanh. Coi chừng lại vào cái đèn á. Không vào số à? Vỡ cái đèn luôn.
Coi cái phanh tay anh. Phanh tay á. Phanh lần sau này không có pin lớn em. Coi bó phanh lần sau này. Đó, bây giờ mới nhả này. Đèn thôi rồi. Ăn ngay quả đèn luôn. Hả? Dính được mà. Xe gió mới. Gặp cái thằng lái non nó cũng như cái đống sắt vụn này. Có nhìn thế mà lên khó thế ạ.
định vẽ lên thế mà anh thấy khó không? Nụ đùa à? Bảo lên máy xuống gần lên cho. Nặng lắm. Không bảo lấy bảo máy xuống lên giật lên cho.